Các bạn thân mến, ở vùng miền thuộc gần dãy núi Ba Vì thì ở đây thì các bác đi bẫy và đi đánh được những con chim đa đa như thế này. Thì qua một số những cái ý kiến cũng như một số cái tìm hiểu thì quả thật là đây là một giống chim rất là khó thuần và rất là khó sinh sản. Hiện bây giờ thì cái nguy cơ về cái tuyệt chủng của giống chim này thì rất là cao. Con chim này thì nó gáy, cũng gáy, và mình dịch thoáng thoáng thì có một số nơi dịch là bắt có tép khó cả, hoặc là có thể là bắt tép các bạn. Đó, đây, hoặc là nó kêu cặp 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 cặp. Thì con chim trống của nó thì khác với con chim mái, là nó có cựa, nó không như các bạn hình dung như kiểu con gà trống và con gà mái. Vậy vị trí là, và con chim trống thì nó to hơn một chút, lông nó óng ánh hơn một chút. Con chim này thường khi bẫy về thì sau ít nhất phải một năm thì nó mới thuần hóa được như thế này, đứng im như thế này và nó thuần như thế này. Những con chim mà về mà các bạn không làm cái lồng đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, nó lao, nó bị chóc hết cả đầu, chảy máu cả đầu, chọc cả đầu, trơ xương sọ, nhưng nó không chết, nó sẽ mọc lại. Thì một trong những cái mong muốn của tôi đăng cái video này lên, mục đích là tôi cũng thực hiện một cái chủ đề
duy trì cái giống chim cu gáy và cái giống chim đa đa này để cho làm sao nó sinh sản và cái thế hệ con của nó là mình có thể là thuần hóa ngay từ nhỏ. Chim bẫy này thì mình sẽ làm nào đấy để cho chúng đẻ trứng và có phôi. Chim đa đa đi vào thì cái lồng của chúng được thiết kế ở đây. Các bác ở đây đánh bẫy được thì thường về úm vào cái lồng này. Và trên cái lồng của chúng thì giải cát sỏi như thế này, cát vàng. Đó. Còn ở cái phần vành này là các bạn có thể tháo rời được. Thỉnh thoảng là mới gáy con. Chim đa đa. Ừ. Con chim đa đa nó bậu cành. Con chim ca ca con chim đa đa. Đa đa ca ca nhiều vùng, nhưng con chim này rất là khó thuần, rất là hiếm. Có bài hát có con chim đa đa nó đậu cành đa, sao em không lấy chồng gần mà lại lấy chồng xa, Quang Linh hát đấy. Ấu ơ, ấu ơ. Đấy, bài đây đấy. Rồi con chim đa đa ngẩn ngơ đứng trông về trốn xa đấy. Bài Quang Linh hát đấy. Con này là rất là thuần đấy, nhưng nuôi mãi mới được thế này. Còn những con khác hôm nay chỉ một thời gian nữa tập luyện mồi và tốt và là bảo đấy ok luôn. Quan trọng là nó thuần. Con này trống cựa đúng tầm luôn. Quý vị các bạn có nhu cầu mua chim đa đa, các bạn có thể gọi vào số điện thoại là 0163 530 5982, 0989177 982. Mình xin nhắc lại số là 0163 530 5982.